Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy cưa xích chạy điện nha các bạn ha. Điện 2.2, sử dụng lam là 400 nha các bạn. Đó, con máy thì như các bạn thấy đây là cái bộ phận của hộp, của con máy thì cũng khá là to. Và thương hiệu Makita nha các bạn ha. Đó. Và model của máy là UC4041A nha các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp từ bên trong con máy gồm bao gồm những gì và phụ kiện kèm theo có những gì và con máy chất lượng ra sao các bạn ha. Rồi, đầu tiên đây mình sẽ quay ra cho các bạn xem. Đầu tiên thì hãng cho chúng ta một cái bao, bao lam nha các bạn, và một cái lam. Rồi lam là lam này thì lam 400 nha các bạn ha. Đây là 400 và có in thương hiệu Makita luôn nha các bạn ha, hình chính hãng. Cái logo và phiếu bảo hành đi kèm với máy ha các bạn. Đấy. Bảo hành thì bảo hành 6 tháng cho Hàn Quốc. Và bên cạnh đó là một cái bộ đây, bộ lưỡi cưa ha các bạn ha. Và tiếp theo thì trong chính của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ mở phần hộp xuống để các bạn dễ dàng nhìn thấy cái con máy hơn nha các bạn ha. Đây. Con máy thì cũng khá là nhỏ gọn và rất là nhẹ ha các bạn. Đây, rất là nhẹ. Với cái đây là cái bộ phận để điều chỉnh gắn lưỡi và nha các bạn, gắn lam vào. Đây, điều chỉnh gắn lam vào và xoay để gắn lam. Rồi, tiếp theo cộng trừ để mình tăng cấp độ đây nha các bạn ha. Tăng cấp độ. Đây thì với phần thân vỏ thì được thiết kế là bằng nhựa nha các bạn. Bằng nhựa với logo Makita được in dập nổi rất là đẹp. Tem cảnh báo thì được nằm ở phía dưới đây ha các bạn. Bên này thì đây, bên này thì mình đổ nhiên liệu vào nha các bạn. Đây là cái nút nhiên liệu. Đây các bạn ha, nhiên liệu. Ở dưới thì có cái bộ phận để chúng ta nhìn thấy nhiên liệu còn hay hết nha các bạn. Với phần động cơ thì được nằm bên này. Và tem và thông số kỹ thuật accessory đây nha các bạn, được nằm bên hông máy luôn. Và mã sản phẩm là UC4041A với sự điện dùng điện 220. Đây nha các bạn. Đây 14.5m/giây đây nha các bạn ha, tốc độ chạy. Và công suất lên tới 1800W giúp chúng ta làm việc rất là mạnh mẽ và làm việc rất là nhanh chóng nha các bạn. Với bộ phận tem, thì có một bộ phận tem chống hàng giả 7 màu của Makita luôn các bạn ha. Rất là đẹp. Đấy, chống hàng giả hàng nhái và con máy cũng khá là nhẹ giúp chúng ta dễ dàng thao tác khi sử dụng hơn khi ở trên ở cầm những vị trí cao hoặc là xa thì có phần dây điện thì cũng khá là dài khoảng 5m đây nha các bạn. Với hai chấu thì điện 220 máy khá là đẹp. Với lam đây nha các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn lam thôi nha các bạn. Gắn lam thì cũng khá là đơn giản. Đây các bạn ha. Đây, chúng ta xoay lam. Xoay lam để mở cái mở chốt này ra luôn nha các bạn. Đó, chúng ta có thể mở chốt này ra được. Đấy. Đây, rất là dễ dàng. Và ở bên trong thì mình dễ dàng thao tác khi gắn lam hơn. Đấy. Gắn lam vào. Đây các bạn ha. Đây. Rồi chúng ta có thể vặn lại nha các bạn. Vặn cái này lại. Thì bên trong thì nó sẽ cố định cái lam của chúng ta. Đó. Đấy. Đây các bạn ha. Đây, nó phải vô khớp anh nha các bạn. Đây, ở dưới này có cái khớp để gắn vào đây nha các bạn. Rồi. Sau đó
đây chúng ta xoay vào luôn các bạn. Đưa lên vào. Đấy. Rồi. Đấy các bạn ha. Đó cũng khá là đơn giản ha các bạn. Đây thì cái miếng trắng. Đây. Đây thì cái miếng trắng để khỏi bánh vào tay của chúng ta khi sử dụng nha các bạn. Lắp đầy dung lượng. Thì mình cũng vừa review sơ các bạn một con máy cưa xích chạy điện của hãng Makita. Với mẹ sản phẩm là UC4010A. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc muốn tư vấn thêm về sản phẩm này thì hãy liên hệ với số điện thoại truy cập đường link website.